Ngày 8 tháng 12 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu quân đội dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chủ trì. Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Phó trưởng ban Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị thông tin tới các đại biểu những nội dung, chương trình chủ yếu của đại hội, thành phần, cơ cấu đại biểu. Theo đó, đoàn quân đội là một trong những đoàn có số đại biểu đông nhất của cả nước với 72 người, trong đó 4 đại biểu là khách mời, 67 đại biểu được các cơ quan đơn vị lựa chọn giới thiệu, gồm 15 cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến, 18 đại biểu đại diện cho tập thể anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 2 đại biểu đại diện chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2 đại biểu cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 15 đại biểu tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020, 5 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, 10 hạ sĩ quan chiến sĩ tiêu biểu, 1 đại biểu cơ quan tham gia tổ chức phục vụ đại hội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, tự lực tự cường, vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, kiến quốc, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập cho dân tộc, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đại tướng Lương Cường đề nghị các đại biểu cần chuẩn bị tốt lễ tiết tác phong, chấp hành tốt các quy định của đại hội, gương mẫu trong từng lời nói và hành động, xứng đáng là người quân nhân cách mạng. Từng đồng chí cần góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ đến với đại hội, phổ biến những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thi đua và xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến. Sau đại hội, các tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc cần phát huy thành tích, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, ngày càng trưởng thành, tiến bộ, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí quân đội tuyên truyền sâu đậm trước, trong và sau đại hội, thông tin về kết quả đại hội, các gương điển hình tiên tiến trong quân đội đến với cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhanh chóng, thiết thực và hiệu quả.